Vâng, lại là em đây, em mới chào cô anh chị nhé. Chào mừng cô anh chị đã đến với kênh Điện Chi 88 cũng như Đồ Sĩ 88. Số liên hệ chốt hàng của bên em là số 0987 377 553. Đồng thời số này cũng là số tài khoản ngân hàng Viettin của em luôn. Anh chị nào chuyển khoản 100% thì em bao ship anh chị nhé. Và số Zalo của em là 0919628425. Em có để trên tiêu đề anh chị nhé. Và đầu video thì như thường lệ em cũng nói qua cái phương thức bán hàng của bên em. Bên em bán hàng là các bác được quyền kiểm tra hàng, được quyền đổi sai trong vòng 3 ngày, không anh chị nhé. Hàng em ship về vì lý do nào đó anh chị không vừa hay không đúng chủng loại, không đúng kích thước, anh chị đặt hàng hoặc sai mã hàng thì anh chị có quyền hoàn lại cho em nhé. Đấy. Anh chị kiểm tra kỹ, kiểm tra cùng với nhân viên kiểm tra trước khi anh chị nhận hàng anh chị nhé. Và thanh toán tiền ship đối với những các bác nào mà lần đầu tiên mua hàng. Lần đầu tiên mua hàng và không chuyển khoản các bác nhé. Còn các bác nào chuyển khoản 100% thì em sẵn sàng bao ship. Tất cả các mặt hàng em báo trên kênh đều chưa bao gồm phí ship anh chị nhé. Và đồng thời các mặt hàng em báo trên kênh nhé, em giao bán trên kênh thì đều là hàng C hay còn gọi là hàng đã qua sử dụng. Còn mặt hàng nào mới thì em sẽ nói là mới anh chị nhé. Thì nói về hàng C, hàng đã qua sử dụng thì chất lượng về độ mới nên không thể nào 100% như hàng mới được. Đấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì em sẽ tuyển lựa những cái mặt hàng tốt nhất có thể. Gửi tới của các anh chị. Hôm nay em về được một mấy con thắt lưng rất là đẹp. Một con thắt lưng hiệu Âu, một con Hermès. Hermès mấy con Ferragamo các bác nhé. Đấy, và Gucci. Và em nên xả một số mã giày cho anh chị nhé. Anh chị và xem kênh thì thấy hay và hữu ích thì vui lòng mà dành cho em một nút đăng ký anh chị nhé, đăng ký kênh nhé. Đó thì em lên cái con đầu tiên là con Ferragamo. Đây là một con Ferragamo rất là đẹp luôn, độ mới còn cực cao anh chị nhá. Độ mới còn rất là cao luôn. Đó. Độ mới còn cực cao. Cái này thì khóa của nó là khóa đồng anh chị nhá. Khóa đồng 100%. Đó, độ mới còn rất là cao anh chị. Anh chị vào mà xem hàng ở trên kênh mà nó thấy nó chưa đã, thấy nó chưa được thoải mái thì liên hệ vào Zalo em sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh cũng như là thông tin về cái sản phẩm anh chị quan tâm nhá. Nó còn rất là cao anh chị ạ. Hàng em lấy về thì bao giờ em tuyển lựa rất là kỹ càng rồi, cho nên anh chị yên tâm nhé về chất lượng nhé. Tiền nào của đấy. Có những cái sản phẩm hai sản phẩm nó cùng mẫu, thế nhưng mà giá cả có thể nó khác nhau anh chị nhé. Giá cả nó khác nhau, nó phụ thuộc vào độ mới nhé. Cái này là bản nhỏ anh chị nhé, cái này là bản nhỏ logo thương hiệu dập ở đây anh chị nhé. Cái này là em thông báo luôn là cái chiều dài của nó là chiều dài là 1m21 anh chị nhé, bản 3.3.3 anh chị nhé, bản 3.3. cái này là bản chung anh chị nhé, nó cũng không phải là bản nhỏ lắm, bản nhỏ nó phải bản 3 đó. Mà hàng các bác là ưng sản phẩm này, quan tâm sản phẩm này thì chốt ngay nhé. Em chỉ có một con này duy nhất anh chị nhé, con phê có màu duy nhất thôi. Mã này là mã 1 anh chị nhé, mã 1 con Ferragamo rất là đẹp luôn. Đó. Mã 1 thì em giá là 800 anh chị nhé. Mã 1. Mã 1 này. Có chiều dài là 1.15 này. À 1m21, xin lỗi các bác. 1m21 này. Bút này của em hết mực. Có chiều dài 1m21 anh chị nhé. Một hai một bản 3.3 này 800.000. Những con như thế này về trước em bán là 1.200.000 anh chị nhé. Riêng hôm nay bởi vì giày em xả một số đơn giày thì em cũng bán giá trơn cho anh chị nhé. Đó. Mã 1, một con Ferragamo bản 3.3 dài vét 21 giá 800.000 anh chị nhé. Giá 800.000. Xin phép được qua mã 2. Mã 2 của con Hermes. Con Hermes bản đặc biệt, bản rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị có thể thấy. Chữ Hermes người ta dập rất là sắc nét. Dây dây thì còn tương đối là mới. Họ dập cái hình ngựa và xe ở đây và chữ Hermes ở đây. Suốt dọc theo cái
cái dây này các bác nhé. Dây thì dây còn mới 100%, 245. Hàng này là hàng 5 lỗ nhá, dòng này dòng 5 lỗ vẫn còn nguyên, vẫn còn tròn vo các anh chị nhé. Lỗ vẫn còn tròn vo luôn. Trái nó đây, hàng này là hàng luồn trong anh chị nhé. Hàng này là hàng luồn trong này. Đó. Đây nó luồn trong như thế này này. Có nhiều các bác mua thân đường cũng hỏi luồn trong luồn ngoài là như thế nào. Đó. Luồn trong là như thế này, tức là nó giấu cái đầu này. Các anh chị thông thường là cái đầu này nó hở ra đúng không? Cái đầu này nó hở ở bên ngoài này, nhưng đời này nó ở bên trong anh chị nhé. Đấy, khi lên phòng quần nó rất là đẹp. Đó. Mã 2 này có chiều dài 1m10 anh chị nhé. Chiều dài là 1m10. Chiều dài 1m10 bản 3.7 anh chị nhé. Chiều dài 1m10 bản 3.7. Mã 2 này. 1m10 này. Nhân 3.7 này. Giá 1,2 triệu anh chị nhé. Em nhắc lại là mã 2 có chiều dài 1m10 bản 3.7 giá 1,2 triệu anh chị nhé. Anh chị nào ưng sản phẩm này thì liên hệ nhé. Đó. Còn 1 mét rất là đẹp luôn. Anh chị lên mã 2 cho em nhé. Anh chị nào ưng sản phẩm này thì lên mã 2 cho em nhé. Còn mã 3, mã 3 là một con Gucci. Đó. Thông thường nó chỉ hai chữ GC này thôi, hai chữ G này thôi, C này thôi. Nhưng bên trong nó dập chữ logo của nhà Gucci nữa này. Gucci bên trong cái này nữa này, bên trong cái mặt đen này anh chị nhé. Đó. Cái này thì có màu vàng hồng, còn cái này màu đen tuyền anh chị nhé. Da thật 100% anh chị nhé. Cái này da nguyên tấm luôn này, nguyên miếng 100% này. Đó. Bản này là bản lớn rồi. Cái này cũng hàng 5 lỗ anh chị nhé. Hàng 5 lỗ tròn vo. Vẫn còn nguyên anh chị nhé. Đó. Cái này cũng dây luồn trong anh chị nhé. Mặt sau thì được là làm nhãn. Được mài và được làm nhãn. Chữ Gucci. Dập rất là tinh tế đây. Anh chị. Đó. Mặt trong đây anh chị nhé. Đó. Anh chị nào ưng sản phẩm này thì liên hệ cho em mã 3 sợi Gucci nhé anh chị nhé. Mã 3 sợi Gucci có chiều dài 1m17 này. Có chiều dài 1m17 anh chị nhé. Nó có chiều dài 1m17. Sao bản này lại có bản 3.5 nhỉ? Bản 3.5 anh chị nhé. Mã 3 này. 117 này. 3.5 này. Giá 1.000 nhé. Giá 1.000k anh chị nhé. Anh chị ưng sản phẩm mà Gucci này thì liên hệ với em nhé. Em có duy nhất. Đó, em có duy nhất một con này, mỗi loại một con anh chị nhé. Rồi em lên giày anh chị nhé, em lên những mã giày xả nhé. Mã giày xả thì anh chị nào ưng mã nào thì chị ưng mã nào thì liên hệ nhé. Ưng mã nào thì liên hệ với em nhé. Giày đá em xả là không phải là giày kém chất lượng anh chị nhé. Không phải là giày kém chất lượng, bởi em xả giày để em lấy hàng mấy hàng mới anh chị nhé. Để em lấy hàng mới thôi chứ không phải là hàng xấu anh chị nhé. Đây. Một con Tandy, một con hiệu Tandy đây. Đó. Đó, con một đuôi dập giả vân đà đẻo đây, một đuôi rất là đẹp luôn. Đó, mã này có size 42 này. Em đi tiếp mã nhé. Em đi tiếp theo những cái đuôi thắt lưng này nhá, những con thắt lưng nhá. Form dáng này rất là đẹp luôn, chị giá rất là yêu thương. Đó. Bác nào mà chân đây là size quốc tế là 260E. Size Việt là 42 anh chị này. Đây logo thương hiệu nó dập thì nắm tất ở đây anh chị này. Phun ra luôn anh chị nhé. Đế này vẫn còn tem thì không đọc được chữ nữa anh chị nhé. Đế này nó là dán tabi anh chị nhé. Chống trượt trượt mới tinh này. Với cái dán mới này, dán một bộ này mất khoảng 250 rồi. Nếu mà dán một bộ đế tabi thường nó hết 250 rồi. Nếu cao cấp nó khoảng 500 anh chị nhé.
đó, hai chiếc như nhau luôn. Hiệu Robinson, Robinson, một đôi thương hiệu Hàn Quốc anh chị nhé, rất là đẹp luôn. Mã 4 các bác nhé, em nối tiếp vào mã thắt lưng nhé, mã 4 này. Em xả còn 380k nhé, mã 4 này, có size 42 này, đó, giá 380k, giá 380.000 nhé, đó, giá 380.000, đó. Còn thông thường những cái đôi này thì khoảng tầm 600 anh chị nhé, khoảng tầm 600 hết, những cái khuy khóa này vẫn còn nguyên này, khuy khóa này vẫn còn sáng bóng anh chị nhé, đôi này rất đẹp luôn, đó. Anh chị là hợp nhãn thì chốt đôi này nhé, giá có 380.000 anh chị nhé, giá có 380.000 nữa. Giá quá rẻ luôn, giá quá rẻ luôn chị. Tiếp của đôi Hàn Quốc nữa, tiếp một đôi Hàn Quốc nữa này, một đôi dáng đầm mi Hàn Quốc nữa. Đó. Các bác, cái độ mới nó nhìn thế này, cái đôi giày nó như thế này, đó. Họa tiết đục lỗ rất là tinh tế, rất là kỳ công anh chị ạ, sản xuất ra một đôi giày nó rất là mất nhiều công, đôi công sở này quá đẹp luôn, đế thì gần như mới 100%, đế gần như mới 100%, phần nót này, con này made in Hàn Quốc nhá, made in Korea anh chị nhá, quá đẹp luôn. À, anh chị lưu ý nhá, giày thì càng về sau thì những đôi nó càng rẻ anh chị nhá, những đôi nó càng rẻ anh chị nhá. Càng về sau có những đôi giá nó còn thấp hơn anh chị nhé. Bình thường những cái đôi tan đề đẹp như này là giá tầm 600 hết anh chị nhé, giá tầm 600 hết. Mã 5 này, có size 42 này, anh chị nào mà chân size 42 thì chốt đôi này nhé, giá cũng 380 này, giá 380.000, giá 380.000 cho một đôi tan đề này, cực đẹp luôn anh chị nhé. Tiếp mã công sở đây, tiếp mã công sở đây anh chị chờ em chút, bộ em có một bình này như thế này nhé. Tiếp một đôi công sở nữa, công sở là dạng cổ mở bọc dây anh chị nhé. Tiếp đôi công sở này, cái này chữ ký tay này em không biết là nó có hãng gì, Zico này. À, đây trong làm nòng nót phun ra luôn. Đó. Size 41 1/2 anh chị nhá. 41 1/2. Này là da anh chị nhá. Đế là đế da, đã được khâu hết rồi anh chị nhá. Đế da được khâu hết rồi, công sở tuyệt vời luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Cái này cũng size 42 luôn. Form dài đẹp quá anh chị. Anh chị nào ưng thì chốt mẫu này nhá. Đây em cho anh chị xem cái đế của cái này. Có nhiều bác còn muốn quay kỹ đế. Anh chị cần thiết gì chưa xem chưa thoải mái cứ liên hệ vào Zalo, chỉ cần báo cho anh xem lại mã 4. Mà một điều nữa em lưu ý anh chị nhá, anh chị vào xem kênh thì vui lòng cho em biết là anh và chị đang xem like dày like thắt lưng ngày bao nhiêu nhá, để em tìm cho anh chị nhá. Đó. Mã 6 anh chị nhá. Size 42 này. Giá 400 anh chị nhé, giá 400. Ô, đôi giày công sở quá đẹp. À, trước khi đi thì em xi lại, em làm lại cho anh chị nhé, em spa lại cho anh chị bóng nhẫy rất là đẹp luôn. Em xi, em dưỡng, bảo dưỡng lại cho anh chị nhé, rồi em mới đi hàng anh chị nhé. Em bán hàng trước giờ đều như thế hết anh chị, hàng em đi thì em đều bảo dưỡng hết anh chị nhé, bảo dưỡng hết cho anh chị một lần nữa xong em mới đi hàng nhé. Liên tiếp một mã nữa này, mã giày hiệu này, giày Âu này. Đó. Giày Âu anh chị này, anh chị xem thương hiệu này, đôi giày Tesla, đôi giày Anh, đó. Thương hiệu của Anh, ơi sụ size 42, út sù, đế ác chế đâu, đế da ác chế đâu, đế da chưa được dán tóc bi anh chị nhá, vẫn còn nguyên bản của nó anh chị nhá, đế da chưa được dán tóc bi.
Em thấy các bác những cái kênh mà đông người xem, các bác giá bán giá nó cao lắm mà các bác vẫn chốt ở mầm, mua mầm đó, giá rất là cao. Một đôi giày mũi vuông đấy, bác là trung tuổi chốt những đôi này, đôi giày mũi vuông cực đẹp luôn anh chị. Da thì chúng ta không phải bàn nhiều anh chị nhé, da thật 100%. Đó. Đẹp quá luôn. Size 42, anh nào thích mũi dài nhé, mũi dài thì chốt đôi này nhé, mũi dài thì chốt đôi này 380.000 anh chị nhé, 380.000 có một đôi giày thương hiệu anh này, em là anh à, mã 7 này, có size 42, may nhiều 42 các bạn, 380.000. Anh chị vào chốt hàng vui lòng báo xa à, báo mã giúp em nhé, à, cho anh mã 7 nay dài ngày 17, 18 hay 20 gì đấy anh chị nhé. Em đem lại mã 7 size 42 giá 380 anh chị nhé, mã 7 size 42 giá 380, nay em xả sập sàn luôn rồi. Mã 7 size 42 giá 380. Tiếp một mã nữa. Cái này da mà dây da mềm quá. Open ra. Đây nó thương hiệu rồi đây. Nó mở bắt đầu anh chị nhá. Cái này em nói trước này, phần nót này nó kém này. Nót là nót nguyên của nó nhưng nó kém rồi anh chị nhá. Anh chị mua thì em tặng cho anh chị một đôi nót nhá. Đấy. Những cái nót này em mua chuyên để tặng cho anh chị nhá. Tặng cho anh chị những đôi nót này. Đó. Tặng cho anh chị một đôi nót kèm theo anh chị nhá. Mỗi đơn giày em tặng anh chị một đôi nót kèm theo. Đó. Form mũi bầu, chất lượng da rất là mềm anh chị, rất là mềm. Em nhắc lại nhá, trước khi đi đem spa cho anh chị, đế thì đế cao su anh chị nhá, đã được giả dán cái lớp chống mòn này, chống mòn đế anh chị nhá, chống mòn đế này. Đó. Đó, đế thì đế cao su anh chị nhá, đế thì đế cao su. Mã 8 anh chị nhá, em xả còn 200 anh chị nhá, em xả còn 200, đó, em xả còn 200.000 này. Mã 8 này. Size 41 này, bác nào size chân đi vừa 41 thì chốt này nhá, giá 200.000. Các bác lấy về đi chơi, đi tiệc, đi lao động của bác nhé, giá 200.000 thôi, bảo vệ cho cái đôi chân của mình. Còn các bác đi lên một mùa, các bác bỏ cũng xứng đáng anh chị nhá. Mềm như bún luôn, đế cao su mỹ mãn. Em nhắc lại là mã 8 size 41 giá 200.000 nhé. Nên tiếp một form giày form giày Âu cốt na han, một đôi cốt na han của Mỹ này, một đôi phun da của Mỹ anh chị nhé. Tại sao phun da, phun da trần luôn anh chị nhé, bên ngoài thì được làm nhãn ở đánh bóng như bên trong các bác, da nguyên miếng luôn các nhé. Một đôi cốt na han made in USA, đôi giày được sản xuất tại Mỹ, đế khủng khiếp không các bác, đế khủng khiếp, được may đã may công nghệ may dấu chỉ nhé, mày âm chỉ anh chị nhá, là được may hết rồi. Đó. Đúng rồi, cái này size 40 anh chị nhá, 40 cộng tí nhá anh chị nhá. Đó, đôi giày lười phun da, cái này chốt đôi này thì ngon, 300.000 các bác nhá, giá 300.000, 300.000 cho một đôi giày sản xuất tại Mỹ, thật sự là nó quá là rẻ luôn chị ạ. Mã 9 này. Mã 9 này có size 40 cộng này. 40 cộng này. Giá 300.000 này. Em nhắc lại là mã 9 thì một đôi giày sản xuất tại Mỹ, một đôi giày thương hiệu Mỹ sản xuất tại Mỹ luôn. Các bác nhá, giá 300.000, mã 9 size 41 cộng giá 300.000 anh chị nhá. Đó. Quá đẹp luôn. Cái đôi dòng giày này đi rất là tiện, đặc biệt là các bác nào phải ra vào trong nhà nhiều chứ không mang cái lối này đi suốt ngày, các bác nhìn thấy cái lót đã uy tín rồi. Đấy, ra vào đi lại ra vào nhiều này thì các bác chỉ cần rút cái chân ra là được, thì khi đi ra các bác thì xỏ cái chân ra được, không phải mình không phải cúi để luồn các bác nhé. Đó. Mã 9 em lên tiếp mã 10 cho anh chị này. Mã 10 cho một đôi
dạng thể thao anh chị nhá, dạng thể thao cái này gần như mới 100%, gần như mới 100% đế thì mỹ mãn luôn. Này dạng da bóng, đây Encanto này, một đôi giày hiệu Encanto, cái size của nó là 250, 250 thì tương ứng khoảng 41 của mình, 250, cái này size 41 nhá. Các bác nhìn nào, size 41 các bác nhá, đế mỹ mãn luôn. Mã 10, mã 10 có size 41, giá 300.000 các bác nhá, giá 300.000 em bán xả các bác nhá. Mã 10 này, size 41 này, giá 300.000, em bán hàng đấy tương tác trong thời gian này, em bán hàng đấy tương tác. Các bác rất mong nhận được những cái nút đăng ký của các bác nhá, em cảm ơn rất là nhiều. Đó, mã 10 size 41 giá 300.000 các bác nhá. Em lên tiếp cho các bác, tiếp cho các bác những mã giày này, mã giày nó hợp lý các bác nhé. Em lên tiếp mã 11 này, lên tiếp mã 11. Em nhắc lại trước khi đi hàng thì em sẽ xi lại, em sẽ spa lại cho các bác nhé. Da này 100% da bò các bác nhé. Đó, đặc biệt thích hợp các bác trung tuổi, bạn vec đế thì vẫn còn ngon. Cái này đã được dán chống mài mòn gót rồi anh chị nhé, đã được dán chống mài mòn gót rồi. Đó, giá một đôi này chắc cũng mất khoảng 80.000 rồi chị, một đôi này 70.000, chắc khoảng 70.000 rồi, giá nó tốt thì 100. Đó, còn dáng thì mũi vuông chị nhé, mũi thì mũi vuông. Đó, giày này Indo, con giày này được sản xuất tại Indo các bác nhá, toàn giày hãng hết. Mã 11 này sản xuất tại Indo này, giá 320.000. Mã 11, size con này có size 41, con này có size 41, con này có size 41. Này, em xem lại size của nó, 20, đúng rồi, size 41. Cái này có size 41 này, 41 có thể 41 cộng các bác nhé, giá 300.000 đi, em bán có 300.000 anh chị nhé, thật sự là bán bán giá 300.000 bán xả lỗ các bác nhé, bán cắt lỗ đấy. Thật sự với các bác, giá 300.000 những đôi giày đây thì em sang thế nào về đến Việt Nam công cước các thứ đủ loại các bác, đủ các thứ nó cấu thành các bác, ăn tất vào đôi giày làm sao mà em liên tiếp một mã nữa. Mã này chắc là có size nhỏ này, size này size 1, chân này size 40, có nào chân bé bé thế thì chốt đôi này các bác nhé, chốt đôi này các bác nhé. Đôi này em chốt là nó mất nót này, em sẽ tặng kèm các bác một đôi nót nhé, tặng kèm các bác một đôi nót các bác nhé, bất kỳ các bác nhé. Đây, nó là hiệu gì, nó toàn tiếng Anh em không đọc được các bác. Đó, đó, đôi giày công sở còn rất là đẹp các bác nhé. Đó, à Rocky, à Rockport, một đôi thương hiệu Rockport, em thấy nó để chữ Rockport này, Rockport là thương hiệu lớn này các bạn. Form dáng ở đây, các bác đừng ngại nhé, đừng ngại, em sẵn sàng tiếp các bác. Nếu như các bác xem nó chưa thoải mái, chưa thỏa đáng các bác nhé, nhiều bác bảo anh chưa xem kỹ được cái form dài thì cứ mã nào thì cứ liên hệ với em sẵn sàng, có thể buổi ngày em bận buổi tối về em sẽ gửi cụ thể cho các bác nhé. Vì cũng có thể là nó xem nó do mạng không biết nào đấy, ở một số nơi thì nó xem nó hình ảnh nó không được tốt các bác ạ. Còn em xuất file ra là em xuất toàn là 1080 hết rồi các bác nhé. Mã 12 này có size 40 này, giá 250.000 các bác nhé, các bác không nghe nhầm đâu, giá 250.000 thôi. Giày em lên nay từ giày từ 200 trở đi thôi các bác nhé, giày em xả còn từ hà giá 200 đổ đi thôi. Tiếp một đôi giày Nhật này. Đó, cái đôi giày này trước em của bác bòm về của em này. Mình tiếp một đôi giày Nhật này. Cái này size 41. Tiếp một đôi giày Nhật các bác nhé. Tiếp một đôi giày Nhật. Đây dáng và form của nó thì đâu. Đó, nó như này các bác nhé. Đây, đồ thương hiệu của nó thì ở đây. Nó dập vào đây các bác nhé.
rồi phun ra rồi đó, form dáng ở đây. Đế thì đế đúc 100%, nó gần như mới trên kệ luôn các bạn. Nó được dán cái top bì, nó được dán top bì hết rồi, dán cả đế rồi các bạn, dán cả đế mới tinh, nguyên cái bộ dán này. Đấy, bộ dán của em đã mất khoảng ít nhất là khoảng 200 rồi anh chị nhé, bộ dán ít nhất là mất khoảng 200 rồi nhé. Dán nội xịn thì chắc khoảng tùy lại dài nhé, độ dài em bán 2-300 mà dán top bì thường nó mất 200-250 rồi tùy chỗ. Đấy các bạn, một đôi giày Nhật, các bạn nào thích form này thì chốt nhé. Thích nhưng mặc những quần ống rộng riết thì quần Âu, nếu ống rộng thì ống 22-22 ống 22-23 thì chốt. Những đôi này rất là đẹp, bên quần rất là đẹp các bạn này. Em lại xả tiếp cho các bác nhé, cho các bác là ưng đôi này nhé. Cho một đôi giày Nhật size 41 này, giá 313 này, size 41 này, giá 300 này. Các bác không nghe nhầm đâu, một đôi giày Nhật mã 13 size 41 giá 300.000, mã 13 size 41 giá 300.000 các bác nhé. Xả kịch sàn luôn, tiếp tục các bác nhé, tiếp tục các bác. Còn các bác một đôi nữa này, một đôi của Hàn Quốc này, đôi cực đẹp của Hàn Quốc, đôi sản xuất tại Hàn Quốc. Con này có size 42 nhé, vừa zin cho anh em. 265E, made in Korea các bác nhé. Nót là nót nguyên của nó các bác nhé, nót tàn đi nguyên của nó các bác nhé. Một đôi giày này, đôi giày này nó có vân caro nhé, tức là nó kẻ như ô vuông này. Như bề ngoài các bác nhìn ảnh thì không biết đâu, nhìn bên ngoài sẽ thấy các bác nhé, màu hơi lơ xanh, nó kẻ hết ở đây này, nó rất là đẹp các bác. Form dài thì quá đẹp rồi, form dáng thì quá đẹp. Đó, phần đế này các bác nhé, đế này còn rất mới này, cái này là vụn keo vẫn nó kẻ nó, cái này cũng đã được dán giống mòn gót rồi anh chị nhé. 350.000 cho mã 14, 350.000 cho mã 14 anh chị nhé, giá quá rẻ rồi các bạn. 14 này, size 42 này, giá 350.000, giá 350.000 các bác nhé, giá 350.000, mã 14 giá 350.000, mã 14 giá 350.000 các bác nhé, mã 14 giá 350.000. Tiếp tục các bác này, tiếp tục các bác một đôi giày cũng cực đẹp luôn, úi xùi này đẹp thế. Đôi này có size 42, đôi này có size 42 các bạn. Một đôi giày công sở dạng cổ mở này các bác này, một dây dạng cổ mở nhé. Đôi này không hiệu gì đây, ui hiệu gì mà nó ác đây. Một đôi giày Hàn Quốc các bác nhé, Enkato này. Một đôi giày thương hiệu Enkato của Hàn Quốc các bác này. Đây, cái tem vải nó đóng ở dưới này, đóng ở phần lòng gót này. Đó, form thì đây, form này form tây rất là đẹp các bác. Đó, một đôi hồn đôi hiệu Tandy. Đây, ở đây nó hình cái ủng này. Một đôi Enkato của Hàn Quốc các bác nhé. Cái này cũng là dán tabi rồi các bác nhé. Đế thì không dán, đế thì vẫn còn nguyên, chưa có dấu hiệu mòn các bác nhé. Đó, ra thì ra bóng, ra thật 100% các bác nhé. Đó, size 42, một đôi giày được sản xuất tại Hàn Quốc, mã 15 này các bác này. Đây là mã 14, mã 15 các bác nhé, mã 15 này có size 42 này, giá 380.000. Mã 15 size 42 giá 308, mã 12 size mã 15 size 42 giá 308 nha các bác nhé. Cho một đôi sản xuất tại Hàn Quốc. Đó. Xả tiếp cho các bác. Tiếp cho các bác. À, mã dài nhảy này. Em còn một mã dài nhảy này. Một mã dài nhảy siêu đẹp này. Phun da luôn. Một mã dài nhảy siêu đẹp luôn. Phun da luôn các bạn. Dáng đẹp. Cái này là không phải là loang à, nó hỏng đâu các bác nhé.
nó thiết kế dạng 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 chấm 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 như thế này, như kiểu trang điểm ạ. Đấy, nó như kiểu da báo ấy, anh chị ạ. Nó thiết kế kiểu kiểu vân, như kiểu vân da báo này. Đấy. Chứ em không nói anh chị này ngỡ là da nó bị nổ bị ấy như thế nào. Rồi, form cực đẹp luôn các bạn. Cái khuy khóa vẫn còn nguyên, rất là mới anh chị. Form quá đẹp luôn. Cái này gót cao các bác nhá. Cái này gót 4 phân anh chị nhá. Gót 4 phân. Phun da luôn. Phun da luôn các bác. Hai chiếc đi nhau luôn các bác. Phun da luôn. Phần đế này. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Một đôi này nó thiết kế dạng dạng là giày nhảy, dạng vũ công các bác. Đó, dạng vũ công ấy. Nhưng chúng ta đi vẫn ok, chứ không phải là nó quá cao mà các bác đi nó ngã. Các bác không phải nhá. Người ta còn nhảy được mà. Người ta còn nhảy được mà. Đế thì đế ra 100% các bác nhá. Quá đẹp luôn. Em xả cho các bác khoảng 350. Úi trời, 350 cho một đôi giày này. Đôi giày còn 200-300 đô, bây giờ còn 350. Đôi giày nhảy không phải là họ đặt đôi giày nhảy không phải ít tiền đâu các bác nhá. Nó rất là nhiều tiền. Đôi giày nhảy của họ. Đó, các bác nam nào mà thích nhảy này, chốt đôi này, chân vừa chân chốt đôi này. Cái này có size 40 các bác nhá. Mã 16 này. Size 40 này. Giá 300.000 này. Em nói này em nào các bác nhá, thực sự giá 300.000 có đôi giày. Quá đẹp luôn. Mã 16 size 40 giá 300 các bác nhá. Mã 16 size 40 giá 300. Em lên tiếp cho một các bác nữa, một cái mã giày dạng thể thao này. Một đôi cực đẹp như này. Đó. Nó có size quốc tế là 260 các bác nhá. Nó tương đương khoảng chân khoảng 41,5 42 của mình nhá các bác nhá. Unziga. Đấy, của thương hiệu đây là đế nó dập chữ Unziga này. Không biết nó xuất xứ từ đâu. Đó. Sau phần nót nó rất là mềm mà còn nguyên tất các bác nhá. Nằm nót nó còn nguyên hết các bác nhá. Đôi giày rất là đẹp luôn. Đây lỗ thông hơi đây. Đế thì đế liền. Các bác có thể nhìn này, cái đường vân dập đế của nó, máy nó dập nó tinh tế luôn. Cái đường nhỏ nhất nó vẫn còn các bác. Có thể đẹp không? Các bác là ưng đôi này chốt đôi này nhá, em cũng xả nốt cho các bác nhé, em xả hết còn gì bán đấy các bác nhé, em xả hết, em nhập hàng mới, em xả hết các bác nhé, mã 17 này, 17 này, từ 600.000 rồi còn 400.000 các bác nhé, mã 17 có size 42, à, 42 này, xin lỗi các bác. Không được đâu, không được size 42. Các bác chờ em xíu. Không được các bác. Không được các bạn. Size 41 các bác nhé. Size 41. Size 41 các bác nhé. Giá cũng 400.000 đi. Nó từ 600 còn 400.000 các bác nhé. Em nhắc lại là mã 17 size 41 này, từ 600 còn 400.000 các bác nhá. Đó. Từ 600 còn 400.000. À, bên em thì có rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau, ví như túi ví, túi nam, túi nữ, đặc biệt là túi nữ, các cái dòng túi thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, túi da này đều túi da cá sấu, túi Nhật, rất là nhiều các cái dòng túi khác nhau. Thắt lưng da, ví, giày thể thao. Mic hát karaoke. Đấy. Và đặc biệt là em được mới về được là một nô như thế này, một nô như thế này, bit như thế này. Hôm qua em có lên kênh rồi thì có còn vẫn còn thì các bác nào mà thích cái dòng này nữa nha thì liên hệ với em nhé. Đấy, cho anh xem cái thắt lưng thắt lưng Levi nhá, của Mỹ nhá các bác nhá. Cái này là sản xuất tại Mỹ, cho anh xem cái thắt lưng Levi của Mỹ hay cho anh một cái thắt lưng Levi của Mỹ nhá. Giá thì em có báo trên bài cho anh chị nhé. Anh chị quan tâm sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ vào số Zalo của em là số 0919628425, mà số liên hệ chốt hàng của bên em là số 0098737553, đồng thời số đó cũng là số tài khoản ngân hàng của bên em luôn. Giá báo trên bài thì chưa có phí ship, nhưng anh chị nào chuyển khoản 100% thì cho dù đơn hàng là 100 em vẫn bao ship anh chị nhé. 100 nếu mà bao ship cho anh chị thì em còn có 70.000 thôi đấy. Cho nên là em lưu ý cái việc đấy.
Thì bên em như em nói rồi, hàng cao cấp, hàng trung cấp, hàng vừa tiền em có đủ nhá. Dài thì em còn Bandi, còn Gucci, còn LV và rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng khác nhau nữa. Anh chị cần món hàng gì thì cứ liên hệ vào Zalo của em nhé. Bởi vì bên Zalo em có rất nhiều các sản phẩm VIP đẹp trên Zalo các bác nhé. Mic karaoke thì em lại về tiếp các bác nhé. Em lại về tiếp. Mic hát karaoke thì em lại về tiếp các bác nhé. Các bác nào ưng thì cứ liên hệ với em nhé. Made in Japan các bác nhé. Nó bóng đèn các bác có nhìn thấy không? Chất âm rất là sáng, ấm. Đặc biệt là mic hát là phải chất là thứ nhất là phải nhẹ này. Thứ hai là tiếng phải sáng và ấm các bác nhé. Đó. Dây dài 6 mét. Mic này là mic dây các bác nhé. Mic dây và có hộp dây thì dài 6 mét. Dây của nó cũng made in Japan hết các bác nhé. Từ dây cho đến tay mic. Nó có hộp như này các bác nhé. Nó có hộp sách như vani này các bác nhé. Nó có hộp sách như vani này. Đó. Thì các bác không sử dụng được, các bác cuốn dây vào, các bác để gọn vào trong hộp. Thứ nhất là không bị chuột cắn trẻ con nghịch. Rồi các cái hư hại bên ngoài nữa. Em xin chào và hẹn lại quý cô bác anh chị ạ. Rất mong nhận được sự quan tâm của anh chị nhé.